anh đã dặn rất là rõ rồi, em cắt y chang về cho anh nè, à, y chang cho anh nè, à, rồi để anh về là anh đón. Cắt con bé ra thiệt sự nhiều khi tao trầm cảm luôn, tao nghĩ là hôm nay thiệt sự là cái ngày tàn đời của nó rồi. Đem bớt cương ra thợ nhờ cắt y chang mẫu. Đến lúc nhận hàng, thanh niên nhìn muốn sang chấn tâm lý. Câu chuyện dở khóc dở cười bắt đầu khi một chàng trai mang bớt cương của mình ra tiệm với mong muốn có một diện mạo mới cho chú cún. Hình mẫu mà anh chàng đưa ra là một chú chó dễ thương, lông tỉa gọn gàng, hai chân được cắt gọn một chút ở phần trên, tạo nên vẻ ngoài thanh lịch và đáng yêu. Với hy vọng bớt sẽ trở nên bảnh bao và cuốn hút, anh thanh niên không ngần ngại nhờ thợ cắt theo đúng mẫu. Tuy nhiên, khi nhận lại hàng, biểu cảm của anh chàng không thể diễn tả được hết bằng lời. Thay vì phần chân vốn chỉ định cắt gọn một chút thì lại bị thợ cạo quá tay, khiến chú cún trông chẳng còn chút gì giống hình mẫu ban đầu. Anh đã dặn rất là rõ rồi, em cắt y chang về cho anh nè, à, y chang cho anh nè, à, rồi để anh về là anh đón. Cắt con bé ra thiệt sự nhiều khi tao trầm cảm luôn, tao nghĩ là hôm nay thiệt sự là cái ngày tàn đời của nó rồi. Qua đây con ơi, đi sang đây. Đi sang. Cái gì đây? Cái gì đây? Hả? Đội múa văn nghệ hả? Đi qua đây cho tao, đứng yên này, qua đây cho mấy cô mấy chú nhìn cặp này nè. Đội múa văn nghệ hả? Đội múa văn nghệ của trường hả? Hả? Hay gì đây? Đi cổ vũ bóng đá hả? Cổ vũ cầu lông bóng chuyền hả? Hay gì vậy trời? Cái gì mà tàn canh gió lạnh vậy trời? Là con cù dữ chưa? Này con quỷ, con cù, con mẹ gì nữa? Dân mạng khi xem cảnh tượng này cũng không nhịn nổi cười. Nhiều người đùa vui rằng mẫu thì đúng rồi đó, nhưng tại con chó không giống mẫu thôi. Bên cạnh đó, không ít bình luận hài hước được để lại. Cắt lông cún cũng như tóc người vậy, tùy lông, tùy tóc, tùy khuôn mặt nữa. Cắt mà nhỏ ngại, nhỏ không dám đứng trước máy quay luôn mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.